là bản năng rồi, nó không còn lý trí nữa đâu. Ngu xuẩn nhất có thể, nham hiểm nhất có thể. Buồn thương chia đau năm nào gặp đôi bờ vai. Tôi thích giọng hát của bạn quá. Tao mê cái giọng hát của mày á. Bà nói nó bán vé số rồi á, mà nó sắm cái dàn âm thanh nó thích xù hoành tráng vậy đó. Trưa trọc vậy hát ung sùm. Có ngày chủ nhật nghỉ ngơi mà nghỉ cũng yên. Trời nóng quá trời quá đất. Anh mới đi làm về hả? Xuống tắm rửa rồi ăn cơm đi. Ủa bữa nay em đi làm ca đêm hả? Em tăng ca cả tuần nay, em mệt nên chuyển xuống làm ca tối. Em nấu cơm rồi, anh xuống ăn cơm đi. Thấy em làm vất vả vậy á, anh xót quá. Anh có coi em là vợ của anh không vậy? Em hỏi cái gì vậy? Nếu coi em là vợ của anh á thì việc em cùng anh gánh vác là chuyện bình thường mà. Tụi mình còn trẻ, em giúp anh được chừng nào thì hay chừng đó, sau này già rồi có muốn cố cũng không được. Yeah, show đây. Tuy chị là đẹp họ Hàng, từ lâu Dục luôn là người giúp đỡ Thanh. Những lúc Thanh thiếu thốn tiền bạc hay cả chỗ ở, Dũng cũng giúp đỡ và cho Thanh ở tạm phía sau gian nhà mình. Chú Thanh cũng ngoài 30 rồi mà chưa có vợ con gì hết. Tụi mình đã khổ rồi, nhìn chú Thanh còn khổ hơn. Lộc tốt của Dũng đôi khi khiến vợ chồng mình không hài lòng. Nhưng vì thương chồng và dù gì cũng là quan hệ họ hàng, nên đôi khi Thủy cũng vui vẻ chấp nhận. Cuộc sống vốn chỉ yên bình này bỗng chốc bị phá vỡ bởi những giây phút nông nổi của những người trong câu chuyện. Một phần Thanh cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ và cũng là anh em họ hàng và chỉ chung với nhau. Vì vậy, dù chuyện lớn hay nhỏ gì trong cuộc sống, Dũng cũng nghĩ cho Thanh. Tao nói thiệt nha, mấy cái tờ giấy số này tao không có thích. Nhưng tao mê cái giọng hát của mày á. Thiệt không? Mê gì muốn hộ đi trời, tao hát cho nghe. Lấy tao hai tờ đi. Nè, lựa đi. Thôi lấy cho tao luôn đi. Lấy đại ha. Ừ. Rồi còn hai số 42 lấy luôn đi. Chiều nhiều khi hên chúng độc đắc không chừng nha. Ờ, cũng mong vậy. Nhớ độc đắc, nhớ cho hai con ăn cá nha. Ừ, chúc mừng biết rồi. Cảm ơn nghe. Dạ, chúc may mắn nha. Khi tôi sinh ra có giọng ca trời phú. Sao mày không đi làm ca sĩ đi mày? Trời ơi, ca sĩ ca lẻ gì. Này hát văn nghệ rất vui, miệt vườn cho bà con người ta nghe, đóng hổ gì mà. Vốn sẵn có giọng hát hay, lại có niềm đam mê ca hát, nên không khó để Thanh bán được vài sắp vé số trong ngày. Tuy nhiên thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Nhưng điều này không làm cho Thanh lo lắng lắm, vì khi có gì thì Thanh cũng có dùng giúp. Tiếng con nhà nghèo qua bao. Cái gì mà hát nghèo hoài vậy chú? Vậy sao khá nổi? Thì không khá mới hát nghèo đó anh. Ừ, bữa nay bán ế quá, nản quá trời quá đất, về hát cho quên đời quên sầu vậy mà. Lạc quan lên đi chứ. Bữa nào mà buồn quá thì em hát vu vơ nghêu ngao chơi vậy đó. Đời em mê hát lắm anh ơi. Nên em ước mơ á, mê mốt mà bán cái số này nè mà khách người ta trúng người ta bo đậm đậm á. Để dành tiền mua dạ âm ly về tới karaoke chơi vậy hả. Ước mơ nhỏ nhoi dữ ha. Ủa anh qua đây có vụ gì không? Anh tính qua bàn với chú á. Tôi thấy chú ca cũng hay nè, đam mê ca hát đó. Sao mình không mua cái lo đi rồi mình vừa đi ca vừa bán luôn. Tao thấy lạ, tao mua nhiều quá. Thôi đi, hôm bữa em thấy mấy ông kéo kéo làm cũng được, cũng im đó. Em cũng tính làm thử. Mà em bán cái số bữa được bữa không. Bữa nào được thì để dành tiền mua gạo cho mấy bữa bán ế nằm nhà có cơm ăn. Tiền đâu mua cái lo, mấy cái lo đó 500-700 ngàn mắc lắm anh ơi. Có mấy trăm ngàn mà chú không có thiệt hả? Mấy chục ngàn còn phải khó. Thôi, bỏ qua chỗ đó đi. Để đi bán cái số không thôi. Đứng đây nói chuyện, lát nó sổ một cái là ôm hết đống này luôn á. Chết luôn à. Cái số đây. Ai cái số không? Tội
chứ. Mấy trăm ngàn cũng có. Dũng ơi, Thị ơi, Thị. Ủa anh? Ủa? Ừ? Có Dũng nhà không Thị? À, anh ở dưới nhà sau á, để em kêu ảnh nha. À. Đây, 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 đây. Ngồi chút, ngồi chút. Sao? Anh kêu tôi qua đây có chuyện gì không? Thì trước là kêu chú qua đây nè, là để dùng bữa cơm với gia đình tôi. Bữa nay vợ tôi mận con gà ngon lắm. Gà hả? Ừ. Ngon à? Em, xuống dưới chuẩn bị cơm đi ha. Rồi, để em xuống chơi ông Nguyễn nha. Sau á là tôi cho chú mượn tiền để mà mình mua cái lo đó. Cái lo mà bữa hổm anh bạn tôi hả? Ừ. Hổm tôi không nói chơi đây làm thiệt không? Đâu, chơi đâu, mua cái lo mình bán nhiều khi nó đắt hơn, hiểu không? Ờ ha. Ừ. Nhiều khi có cái loa cái mình hát nghe hay hay cái người ta tới đồng hồ với số mình á. Đó đó đó. Rồi vậy cũng được à. Có gà đúng không? Có. Gà cơm nấu được. Để tôi chạy đi mua hai xị về anh em mình lại đây. Ăn mừng cái kế hoạch mà anh giúp đỡ tôi nè. Thôi nhậu nhạt cái gì? Thôi không có gì hết. Hai xị rượu thôi, anh em lấy gái mà. Ủa anh, sao anh không bàn với em chuyện này? Thì tại anh thấy chú Thanh cũng khổ quá cho nên anh muốn giúp đỡ chú Thanh thôi. Tụi mình làm lụng vất vả mới để dành được có chút xíu tiền à, lỡ chú không trả hay sao? Trời, em nói gì? Thôi đi xuống chuẩn bị ngồi đi, chú Thanh mua rượu về vậy. Hai anh em lai gai ha. Tự nhiên kêu qua cho mượn 700 ngàn mua cái loa, mình có mượn đâu. Tự động cho mượn chứ bộ, mình cũng đâu cần mua cái loa. Cha này rảnh. Lòng tốt của Dũng muốn giúp Thanh để thuận tiện trong công việc mua bán, nhưng đối với Thanh thì không thành. Mục đích của Thanh hoàn toàn khác, nên trong suy nghĩ của anh ta bắt đầu xuất hiện một âm mưu lợi dụng lòng tốt của Dũng. Thanh ơi Thanh. Anh Dũng tới hả? Cái gì kêu anh giật ngược giật xuôi ra đây vậy? Không dám nói chuyện trong nhà, thì giờ anh nghe. Cái vụ gì? Thì vụ mà hôm bữa anh cho em mượn tiền mua cái loa đó, cái bỏ túi đi dài dài bán cái số, móc ra móc vô thối cho khách làm sao đứa mất tiêu trước nào không hay. Trời trời trời, sao xui vậy? Đó, bị đó giờ có mấy chục ngàn trong túi hả? Giờ cầm tiền bạc trăm trong túi cái cũng hơi rung. Vậy giờ em tính sao hả? Không hay anh cho em mượn 2 triệu đi. Cái gì 2 triệu dữ hả? Thì bữa hổm em hỏi thử mấy cái chỗ bán loa rồi, nó nói là mấy cái loa mà mấy trăm ngàn á, mua mau hư lắm. Lỡ mua rồi mua cái tốt tốt, xài cho lâu, không lẽ để vài bữa rồi hư sao? Chú nói cũng đúng, nhưng mà 2 triệu thì mới lãnh lương tôi đưa vợ tôi hết rồi. Em không biết mình tính làm sao nữa. Từ từ, để tôi tính rồi có gì tôi báo cho chú nha. Vậy ha? Ừ. Cảm ơn anh Dũng trước nha. Ừ. Anh, tiền lương bữa hổm anh đưa em 2 triệu đâu rồi? Anh cho chú Thanh mượn rồi. Sao anh không bàn với em? Mới mượn 700 đâu giờ mượn thêm 2 triệu. Em thấy có vấn đề ở nha. Thêm sao, thêm sao? Gì cơ? Nhà đâu âm sầm vậy thêm? Thì bên nhà thằng Thanh chứ đâu. Ta nói nó bán với số rồi á. Mà nó sắm cái vàng âm thanh nó kích xù hoành tráng vậy đó. Nó hát sùm cái lối son. Hai lăm, ba mươi. Nãy của anh là 2.490 phải không? Rồi. Đây, 5, 10, 15, 20, 25. Rồi, còn 10 ngàn khỏi thối. Ngon luôn á. Cảm ơn nhiều nha. Rồi, cảm ơn anh nha. Dạ, em ly hay thiệt chứ. Chú Thanh thì cũng chết luôn, lẽ giật tiền hai vợ chồng mình. Thì chú Thanh nói á là mượn 700 ngàn đầu, chú Thanh bỏ tiền trong túi quần nè, đi bán rồi nó rớt, chưa kịp mua cái lo luôn á. Rồi cái chú Thanh mới mượn 2 triệu để mua cái lo. Em không biết đâu, sắp đi khám thai rồi đó. Anh kêu chú lo làm lụng trả tiền, trả cho hai vợ chồng mình đi. Anh biết rồi, để mai anh qua nói với chú Thanh. Em giận nha. Trái ngược với Dũng, Thùy có phần khó khăn hơn về tiền bạc dành dụm của gia đình, nên khi Dũng cho Thanh mượn tiền nhiều lần, điều này khiến cho cô không hề muốn và có cái nhìn xét nét hơn về Thanh. Chắc là chú Thanh chưa có gom tiền kịp á, nên chưa có trả mình được. Để bữa nào anh nhắc khéo chú Thanh nha. Em thấy anh hiền quá nên bị người ta gạt thì có. Tiền bạc thiếu mình thì không lo trả.
cảm của những người anh em được bắt đầu từ đây. Thủy càng ngày càng ra vẻ tức giận ra mặt đối với chồng mình về việc của Thanh. Dũng thì khó xử vì thật lòng anh muốn giúp Thanh. Phía Thanh thì từ khi mua được món đồ mình mơ ước thì thỏa sức ca hát rồi nhậu nhẹt bỏ bê việc mua bán. Ghê á. Chồng ơi, chồng. Vậy em. Anh coi đó, trưa trập vậy hát ung sùm. Cái tập anh cậu mừng tiền đó, sắm nguyên cái dàn âm thi mới, hát hoài, ca nghỉ ngơi. Anh qua bẩm kêu nó tắt nhạc, bẩm gửi ngoài công trình. Có ngày chủ nhật nghỉ ngơi mà nghỉ cũng yên nữa. Không tắt nhạc rồi hả anh? Đâu có, anh tự tắt đó chứ. Nó nhậu say xỉn cái nó bắt nhạc nó nằm ngủ luôn. Anh vô anh tắt nhạc xong rồi anh khóa cửa cho nó luôn rồi. Tình hình này hoài không biết sao mà nghỉ ngơi luôn. Giờ lẽ em đang cấn bầu tháng đầu tiên, nghe tiếng ồn mày không có chịu được. Cái chú Thanh này cũng ngộ, nó không biết lịch sự gì hết á. Ngày nào cũng hát hết á, hát cũng phải có giờ có giấc chứ. Tiếng hát với Thanh thôi, như là chuyện vô thôi. Thưởng vô phạt. Thậm chí anh còn mở nhạc rồi ngủ quên. Sự thiếu ý thức của Thanh đã làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của những người xung quanh. Uống với tôi một cái đi. Trời ơi, không sai là mình không về nha. Ngậu ra đã đi. Nghĩ ba ăn bữa cũng không nghèo thêm đâu mẹ. Đúng rồi. Mà tôi nói bạn nghe. Tôi công nhận từ khi bạn mua cái dàn âm ly rồi về nè, trời ơi tôi khoái cái giọng hát của bạn lắm. Trời. Mà đâu phải. Nguyên sớm luôn. Nguyên sớm mê hết. Thì ông trời ông công bằng lắm. Ông lấy của người ta cái này là ông phải bù lại cái khác. Đúng. Ông cho tôi nghèo, ông cho tôi xấu, thì ông cho tôi bù lại giọng ca nghe cũng được được chứ. Hát không hay lắm nhưng mà nghe tình cảm mà. Bạn nói chí phải. Tôi thích giọng hát của bạn quá. Bạn hát tôi nghe bài đi. Tôi có tinh thần tôi nhậu với bạn quốc cần câu luôn. Chơi thì chơi. Bạn hát nè chung chung á. Họ ơi gì đó. Họ ơi mà suy sớm cái gì. Thôi không biết âm nhạc gì đâu. Lâu 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 ta mới nhậu một lần. Lâu 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 ta mới nhậu một lần. Nhậu một lần cả hết đi. Chồng tôi mới đi làm về, ổng mệt. Rồi rồi, để nhớ, xin lỗi đi, xin lỗi, không cả đi. Trời ơi. Hơi hơi vui, hơi lố lố lố. Để kia, được kia. À, để thử. Lố lố lố. Được kia, được kia. Cảm ơn chú nha. Rồi rồi, không gì, xin lỗi nha. Chào chú tôi về. Đi lỗi, xin lỗi. Say và để ý đen tối vợ Dũng. Trong đầu Ninh bạn của Thanh bằng cách lúc Dũng đi làm xa, Ninh đã qua quay lén cảnh Thủy tóc. Chưa hết, anh còn định lẻn vào nhà Thủy để làm chuyện xấu khi Dũng không có ở nhà. Bị không vô nhà ngồi nghỉ ngơi đi em. Ngồi ngoài này làm gì? Nghĩ sao được mà nghỉ. Anh không nghe gì hả? Hát liên tục 3 tiếng đồng hồ rồi, không có nghỉ ngơi được gì hết. Tại anh hết đó. Nói cho mượn tiền rồi chú Thanh trả, có thấy trả đâu. Toàn là ăn nhậu rồi hát hò không à. Để anh qua nói chuyện với chú Thanh. Thôi thôi thôi. Anh mới đi đám giỗ về, người còn chút rượu. Qua đó người ta kéo uống nữa. Dù sao anh với chú Thanh là đàn ông,
dễ nói chuyện hơn. Gì? Mày nhậu mày làm mày đóng cửa bít bùng nực vậy mày? Thôi mày ơi, đóng chắc ăn ca hát mấy nay hàng xóm tao phản ảnh quá, đóng lại hát cho nó sướng. Nè nè nè, tao hiểu mày, mày đợi tao xíu, bật hết volume luôn. Thôi, thôi, ưng sụp tao chửi. Tao cho mày có một cái ghê nó cầu kỳ. Rồi, coi cho kỹ không? Thôi, 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 tụi quay nào? Nè tao vô tình tức mày bữa hôm mày mày người ta. Cái gì vậy? Khốn nạn thiệt rồi. Mày lấy nó 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 nó. À đúng rồi, đúng, à đúng, à đúng. Tụi mày lấy vợ tao kìa. Anh xóa rồi thôi. Bữa đó chắc nó hơi xịn, xịn quá, xin lỗi mày. Bữa đó xin lỗi thôi, em thay mặt nó em xin lỗi anh. Bỏ qua đi. Ngồi xuống anh em hát ra ok chứ không có hát gì hết á. Tao đập luôn nguyên cái dàn lo này luôn á chứ cao. Ê ê ê, anh gì chứ anh đập cái dàn lo là anh bậy ha. Phá hoại tài sản người khác á, dùng mạng công đầu mày luôn mày tin không? Mày gán mần kiếm tiền trả nợ cho tao. Nói gì? Nói gì vậy? Mày đi chứng cứ đâu mày nói bạn tao thiếu tiền mày. Mày biết cái gì? Lần đầu tiên mày mượn tao là 700 ngàn. Lần thứ hai là 2 triệu. Giấy tờ đâu? Bằng chứng đâu? Giờ ai làm chứng? Đúng rồi. Có biên bản giấy tờ ký tên mượn tiền không? Trời. Tức giận vì bị Ninh quay lén và Thanh chối bỏ trách nhiệm mượn tiền hát nên tình cảm anh em họ hàng của Dũng và Thanh bắt đầu cạn nứt và giữa họ bắt đầu xảy ra những xung đột và giải quyết cơn tức giận bằng nắm đấm. Về phía Thanh, từ ngày có dạng ảo ly hầu như anh sa ngã hơn, cứ lao đầu vào hát hò rượu chè. Mình vô đóng cửa lại đi. Không cho ổng mượn tiền mua cái giọng đi. Không cho của mày cho hát hò mua giọng nhạc. Tôi chịu hết nổi rồi, tôi cũng không ở đây nữa. Cây phiền hà lối xóm luôn xuất phát từ những người thiếu ý thức. Em, nó đã làm cho những cơn bão gây bức chế cho những người xung quanh. Một phần vợ cằn nhằn, một phần xuất phát từ những sự việc trước đó, nó đã khiến cho Dũng không thể tự tốn hơn ngày thường, mà xen vào đó là sự nóng giận. Từ đây, một câu chuyện đau lòng bắt đầu xảy ra. Bài này là trước bài để gì hả? Cái gì vậy? Tao đã nói là không được hát nữa. Chị Dũng, mày tùm lao không được á. Tụi mày có biết là phá làng phá xóm đúng không? Nè, hôm bữa mày qua mày quánh tao hết một lần rồi. Vậy mà kiếm chuyện nữa mày. Ê, sao? Cái gì cũng lo quên tao. Cái gì vậy? Báo cho tụi mày nghĩ á. Tao hát nhà tao, hát nhà mày á. Mày lo mần kiếm tiền mà trả tiền tao kìa. Lao, đúng rồi. Chưa có nhà mày đá không? Nè, thì dám muốn rồi. Tới số nè con. Thôi, 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 thôi. Mày thôi. Được. Mày thôi. Tao dạy nó. Thôi, được rồi. Thôi, anh em mà. Mày dạy nhớ được rồi. Đấy, tình thằng Thanh được hai cho mày. Còn sao không dễ nha con. Anh em mà, dạy đi. Thấy đủ nè. Tao đi mua rượu nhậu tiếp. Rồi, rồi, rồi. Đợi này, đây. Để tao tính. Tính. Đúng quá. Có sao? Tao không can là quýnh mày mềm mình vậy á. Lên tà lẹt. Đời tôi cô đơn em. Theo ai cũng cô ấy à. Thủy ngay lập tức đưa Thanh đi cấp cứu. Theo kết quả giám định pháp y, Thanh chết do ngạt nước, trên người có nhiều vết thương. Với Dũng, tuy anh đã trình diện với cơ quan điều tra, nhưng cũng phải nhận mức án 15 năm tù của hội đồng xét xử về hành vi giết người. Chồng vào tù, Thủy một mình sanh con và nuôi con. Cuộc sống vốn vất vả của những người lao động nghèo, giờ lại càng vất vả hơn đối với người mẹ một con.